Dịch vụ nhận order đặt mua hộ hàng Nhật bản giá rẻ ship tận nhà bạn, là một tín đồ mua sắm hàng Nhật thì bạn sẽ không thể nào bỏ qua các website Yahoo, Rakuten, Amazon, Mercari là các khu chợ online có tiếng chuyên bán các loại mặt hàng đa dạng từ cũ đến mới rất nổi tiếng Nhật Bản với khối lượng giao dịch khủng. Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm thì sẽ gặp nhiều rắc rối, khó khăn khi mua hàng online ở đây. Hiểu được nhu cầu của khách hàng, shop Nhật Việt cung cấp dịch vụ nhận đặt mua hộ hàng Nhật bản đảm bảo chất lượng uy tín. Giá rẻ ship tận nhà bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé, dịch vụ order hàng Nhật là gì? Dịch vụ order hàng Nhật hay còn gọi là dịch vụ mua hộ hàng Nhật. Dịch vụ nhằm giúp quý khách sở hữu những sản phẩm đến từ Nhật Bản mà không cần có mặt trực tiếp tại đất nước hoa anh đào. Dịch vụ order hàng Nhật bao gồm việc mua hàng với đầy đủ hóa đơn và vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam. Việc mua hàng được thực hiện bằng cách đến trực tiếp các cửa hàng tại địa phương. Combini để mua các sản phẩm theo yêu cầu của khách hoặc mua từ các trang thương mại điện tử nổi tiếng của Nhật Bản. Các chi phí phải trả khi sử dụng dịch vụ order hàng Nhật Bản, như tôi chia sẻ bên trên, dịch mua hộ hàng Nhật bao gồm việc mua hàng và vận chuyển về Việt Nam. Do đó thường các đơn vị dịch vụ sẽ thu hai loại phí là phí dịch vụ mua hàng và phí vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam. Phí dịch vụ order hàng Nhật hiện nay trung bình từ 4%-6% trên giá trị đơn hàng. Còn phí vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam không có định mà phụ thuộc vào từng thời điểm. Dao động từ 190k, KG2 50k, KG, ưu điểm khi sử dụng dịch vụ mua hộ hàng Nhật về Việt Nam a, người mua không cần thẻ thanh toán quốc tế, các dịch vụ nhận mua hộ hàng Nhật thường có công ty trụ sở ở Việt Nam và ở Nhật. Họ nhận thanh toán qua dịch vụ chuyển khoản hoặc bạn có thể nhận hàng trả tiền, B tiết kiệm tối đa về chi phí, các công ty cung cấp dịch vụ mua hộ hoặc vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam thu phí không quá cao và giúp bạn giải quyết các thủ tục thông quan. Thuế quan đơn giản hơn. Bạn chỉ cần order và chờ nhận hàng tại Việt Nam, vậy lựa chọn công ty mua hộ thế nào để đảm bảo uy tín, chất lượng và an tâm nhất? Chúng tôi giới thiệu đến bạn dịch vụ nhận order hàng Nhật về Việt Nam uy tín của shop Nhật Việt, dịch vụ mua hộ hàng Nhật giá rẻ về Việt Nam uy tín tại shop Nhật Việt. Bạn muốn mua hàng Nhật, chỉ cần ngồi trước máy tính, lựa chọn hàng trên các trang mua sắm hàng đầu thế giới như Amazon Nhật, Uniqlo. Gửi link sản phẩm cần mua cho chúng tôi, order hàng Nhật bản sẽ báo giá giúp bạn. Nếu thống nhất với mức giá mua hộ hàng của chúng tôi, đơn hàng sẽ được thanh toán trước 60 80%, bạn chỉ việc chờ đợi hàng về. Thật hết sức đơn giản, nhận order hàng hóa từ các trang web tại n bật bản hàng uy tín, chất lượng từ Nhật Bản về Việt Nam hoặc ngược lại với giá cả hợp lý nhất cho một. Thời gian từ lúc đặt hàng đến khi khách hàng nhận được nếu không có bất thường từ 10 đến 20 ngày. Hai, cách thức đặt qua topic qua PM, email, số điện thoại hoặc Viber Zalo, các bạn gửi thông tin cho shop, đường link đồ, số lượng, màu sắc, sai, lưu ý kiểm tra chính xác thông tin hàng đặt, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm mua về theo đúng thông tin các bạn yêu cầu, nếu có thay đổi mình sẽ xác nhận lại trước khi order. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ trách hàng, báo giá, ba cách thức thanh toán. Chuyển khoản trước từ 50 đến 100% giá trị đơn hàng, gồm tiền hàng công phí ship nhật Việt tạm tính. Chấm. Sau khi nhận được chuyển khoản, chúng tôi sẽ tiến hành order trong thời gian sớm nhất 4. Địa điểm nhận hàng tại cửa hàng hoặc ship tận nhà, vì sao chọn dịch vụ mua hộ order hàng Nhật về Việt Nam của shop Nhật Việt nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi cần order hàng Nhật về Việt Nam uy tín, shop Nhật Việt đã nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ mang đến cho khách hàng những lợi ích thiết thực nhất. Đến với dịch vụ của đơn vị chúng tôi, quý khách sẽ nhận thấy được những điểm khác biệt dịch vụ order mua hộ hàng nhật trên các trang thương mại điện tử nhanh nhất giá tốt nhất thị trường của shop nhật việt đây là một trong những hình thức được đông đảo khách hàng sử dụng bởi với chi phí thấp thời gian nhanh chóng mọi thủ tục mua hàng thanh toán và vận chuyển hàng về việt nam đều được đơn vị mua hộ thực hiện bạn chỉ cần ngồi tại nhà và chờ nhận hàng tại việt nam đến với dịch vụ mua hộ hàng nhật order hàng nhật về việt nam của shop việt nhật quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm shop nhật việt luôn lấy lợi ích của khách hàng lên hàng đầu là kim chỉ nan cho mọi dịch vụ từ khi hoạt động tới nay shop nhật việt đang từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ với mục đích mang đến cho khách hàng những sản phẩm ấn tượng và chất lượng nhất shop nhật việt luôn hoạt động với phương châm đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng với đội ngũ nhân viên năng động nhiệt tình vững kiến thức giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận sẽ giúp hàng hóa của quý khách luôn được vận chuyển nhanh chóng an toàn tiết kiệm với mong muốn mang đến sự phục vụ tốt nhất cho mọi khách hàng của mình shop nhật việt luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc khách hàng đưa ra đa dạng dịch vụ mua hộ order hàng nhật về việt nam nhu cầu sử dụng dịch vụ mua hộ order hàng nhật về việt nam ngày càng tăng cao nắm bắt điều đó shop nhật việt đã đưa ra nhiều loại hình dịch vụ order hàng nhật cho khách hàng lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng Thời gian vận chuyển nhanh chóng, dịch vụ mua hộ order hàng Nhật về Việt Nam do shop Nhật Việt đảm nhận được đánh giá là một trong những dịch vụ uy tín chất lượng nhất. Thời gian vận chuyển nhanh, hàng hóa của khách hàng luôn được nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nếu quá trình đóng gói, bảo quản chưa đảm bảo thì nhân viên sẽ chủ động sử dụng thùng, hộp xốp hay các vật liệu phù hợp để luôn đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển đa dạng các mặt hàng vận chuyển đến với dịch vụ mua hộ order hàng nhật về Việt Nam uy tín của chúng tôi khách hàng sẽ chuyển gửi được đa dạng các mặt hàng. Trong đó cần kể đến các mặt hàng như hàng hóa kinh doanh mậu dịch với số lượng lớn, nhỏ khác nhau, hàng hóa cá nhân, hàng hóa thuộc quà tặng, hàng mẫu, hàng nhẹ, hàng phi mậu dịch, hàng hóa bị hạn chế thông quan như hóa phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, hàng hóa kích thước lớn, nặng nề. Hàng hóa dễ vỡ, khó bảo quản như tượng, vật dụng gia đình, tranh ảnh, thủ tục đơn giản, chọn sử dụng dịch vụ mua hộ order hàng Nhật về Việt Nam uy tín của shop Nhật Việt khách hàng không mất nhiều thời gian với thủ tục vô cùng đơn giản. Những khó khăn, thắc mắc cần tư vấn sẽ được giải đáp nhanh chóng và đầy đủ, với những khách hàng ở xa kho hàng của đơn vị tại Hà Nội chúng tôi sẽ gửi đường bưu điện tới địa chỉ của kho hàng đồng thời thông báo cho nhân viên đơn vị được biết. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ order, mua hộ hàng Nhật uy tín, giá rẻ liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng với giá tốt nhất nhận nhiều ưu đãi khi đặt hàng ngay trong hôm nay